Rồi, lần đầu tiên là cho Phương xin phép chào cả nhà nha. Chào cả nhà đã đến với video tiếp theo của Phương nha cả nhà nha. Hôm nay lại Phương lại ra video bán hàng tiếp. Và Phương cũng cảm ơn cả nhà trong thời gian qua đã mua mail ôm, mua mail nấm rơm và bộ dụng cụ để ủng hộ Phương nha. Và cũng cảm ơn cả nhà à, những ai mà đăng ký kênh ủng hộ Phương nha. Đó, Phương cảm ơn cả nhà rất là nhiều đó. Rồi, um, ai mà đang coi video mà chưa đăng ký kênh thì cả nhà đăng ký kênh ủng hộ phương nha. Đó, cả nhà không mua hàng cũng được cả nhà cứ đăng ký kênh ủng hộ phương. lỡ đâu một ngày nào đó cả nhà uh, cần uh, làm nấm rơm thì uh, nó sẽ hiện ra cho cả nhà nha. Uh. <laughs> rồi uh bây giờ Phương cũng không dài dòng nữa Phương cũng vô video luôn đó ai đặt hàng à, xin liên hệ tới số 0374740446 hoặc lấy cái số đó kết bạn Zalo với Phương nha đó rồi um, Phương nhận giao hàng toàn quốc luôn nha cả nhà ở đâu Phương cũng giao hàng được hết nha đó rồi trước tiên là Phương vô um, chai nấm chai dinh dưỡng dành cho dành cho nấm rơm nha cả nhà chuyên dùng cho nấm rơm nha và phương cũng đảm bảo là một chai này là một trăm phần trăm là không độc hại nha cả nhà nha đó một trăm phần trăm là không độc hại đó, công dụng là chống dục nấm này cả nhà kích thích nấm mọc rộ hơn tăng tỷ lệ nấm lớn tăng năng suất đến 20 đến 30 phần trăm nha cả nhà ở cả nhà liều lượng và cách sử dụng cả nhà pha 25 cc 25 ml đó. 25 ml cho một bình 8 lít nước nha cả nhà. Xịt lúc sắp mô và 7 ngày từ sau khi vô meo nha cả nhà. Đó đó chai này phương đảm bảo một phần trăm là không độc hại nha cả nhà nói bằng uh, hóa hữu, hữu cơ chứ không phải nó hóa học nha cả nhà đó đó chai dinh dưỡng cho nấm rơm nha cả nhà à, ai mà làm nấm mà nó bị dập nấm á là nấm nó vàng cả nhà mua chai này về cả nhà phun phòng phun vô là nó, nó tăng uh, dinh dưỡng tăng sức được kháng lên nha cả nhà nha đó chạy dưỡng cho nấm rơm rồi tới giấy quỳ tím nha cả nhà đây giấy quỳ tím gió giấy quỳ tím đo độ pH của nước vôi nha cả nhà đó đo độ pH của nước vôi nha. đấy cả nhà xé cái tờ màu vàng này này đấy cả nhà xé cái tờ màu vàng này cả nhà nhúng vô nước vôi nó lên tầm 12 13 là được cả nhà cái lúc mà cả nhà ủ rơm á lên tầm 12 13 là được cái độ pH nó cũng rất là quan trọng nha cả nhà nha tầm 12 13 là được nha còn lúc mà cả nhà đem đi ủ ủ tơ á. cả nhà thử 7 hoặc 8 là được nha đó đem à, cả nhà cầm một nấm rơm cả nhà vắt vô cái chén hoặc là cái ly gì đó đó là cả nhà xé cái màu cái tơ màu vàng vàng đây là cả nhà nhúng vô đó, lúc ủ tơ lên 7 hoặc 8 được nha cả nhà đấy dễ bh nha cả nhà nha dễ pH thử nước vô nha đó. rồi tới cái nhiệt kế đo mô nha cả nhà nha đấy ai làm ngoài ai làm ngoài trời hay, hay, trong nhà cũng bắt buộc phải xài cây này nha cả nhà nha cây này nó giúp cả nhà kiểm soát được cái nhiệt ở trong mô đó kiểm soát kiểm, kiểm, soát được cái nhiệt ở trong mô để um, tăng hạ kịp thời uh, cái nhiệt mô để cho nấm nó phát triển theo chừng giai đoạn này nha cái, như lúc cái 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 này cả nhà về cả nhà thử um, cái đóng ủ á đó. khi cả nhà thử cái đóng ủ nha nguyên nhân ra nấm dài á nguyên nhân ra nấm dài là tại vì um, cả nhà ủ chưa đạt cái lúc mà cả nhà ủ rơm mới là chưa đạt nha đó. cả nhà có cây này về cả nhà ủ đóng rơm ủ cái đóng ủ là phải trên 75 độ nha cả nhà trên 75 độ hoặc 75 độ lúc đó nó mới chết được nấm dài nha cả nhà đó cây này là lúc cả nhà mà đem vô ủ ủ tơ hoặc là um, kiểm tra cái lúc mà nấm nó phát triển theo để cho nó phát triển từng giai đoạn cả nhà cây này cả nhà làm nhà trời hay trong nhà mà cái buộc phải xa nha cả nhà đó rồi tơ meo nha cả nhà đây meo bên phương đặc chuẩn luôn nha cả nhà nha nó meo meo nấm rơm nha cả nhà bên phương là chất liệu bằng bông vải nha cả nhà nha đó bông vải rồi Phương có hai loại nha, một loại lớn và loại nhỏ, loại lớn là 5 làng, loại loại nhỏ là hai lạng rưỡi nha. Ví dụ mà cả nhà có đặt 10 bịch nhỏ đi mà Phương còn bịch nhỏ Phương sẽ gửi 5 bịch nhỏ, còn không Phương sẽ gửi 10 bịch lớn nha, nó giống nhau hết thôi cả nhà nha. Đó, mail nha cả nhà, mail đặt chuẩn nha cả nhà nha. Rồi. Tới cái đồng hồ, tới cái đồng hồ đo nhiệt chạy với độ ẩm của chạy nha. Đó, cái đồng hồ đo nhiệt độ của với độ ẩm của chạy. À, Phương cũng nhắc luôn là ai mà mua cái đồng hồ này, Phương không bắt buộc cả nhà phải mua bên Phương nha, đó. Nhưng mà cả mà mua ở đâu thì cả cả nhà mua nó cái loại uy tín một xíu nha, đừng có ham rẻ mà à, mua cái loại dởm á. Vì sao? Vì làm nóng, vì làm nóng cái, làm nóng cái nhiệt độ và độ ẩm rất là quan trọng. Cả nhà mà mua cái loại dởm về cả nhà treo vô nó chạy không đúng là coi như cái mẹ nắm nó là bỏ hết nha cả nhà nha. Đó, cả nhà lưu ý chỗ đó, đó cái vòng cho cái vòng to là nhiệt độ, còn cái vòng dưới là độ ẩm nha. À, ai làm trong nhà thì bắt buộc phải xài cái này cả nhà che vô để kiểm soát được cái nhiệt ở trong trại để như thế nào nha cả nhà để nóng hay là lạnh để cả nhà ví dụ nóng quá nó thì cái cái nấm nó bị dợp và nó chết còn lạnh quá thì nhiệt độ nó lạnh quá thì nấm nó sẽ không phát triển được nha cả nhà nó có nhỏ miết rồi nó chết thôi cả nhà nha đó có cái đồng hồ này cả nhà sẽ kiểm soát được cái nhiệt độ trong ông chạy như thế nào chừng nào ví dụ nóng quá thì cả nhà mở bốn phía ra còn lạnh quá thì cả nhà đóng kín phòng lại nha cả nhà đó cái đồng hồ này rất là lợi hại nha cả nhà nha đó cái đồng hồ đo nhiệt chạy vô đồng hồ chạy rồi nha đó đấy À, Phương cũng đã lên video và nói ngắn gọn vậy thôi. Đó, ai đặt hàng xin liên hệ tới số 0374740446 hoặc là cái số đó kết bạn Zalo Phương nha. Đó, Phương nhận giao hàng toàn quốc. Đó, ai ở đâu Phương giao cũng được cả nhà cả nhà nha. Rồi Phương chào cả nhà nha. Chúc cả nhà mình thật là nhiều nhiều sức khỏe. Thành công trong niềm đam mê nắm nha. Rồi Phương chào cả nhà. Chào cả nhà nha. Đây là review nắm nữa. nay nắm lên rất là nhiều rồi. Đỏ nhỏ nhỏ thôi. Có còn có cái chuẩn bị thu rồi. mình thẻ bên mình bằng mèo non rơm nha ship mọi miền tổ quốc giống đặc chuẩn nha Rồi Cảm ơn cả nhà đã coi video nha Nếu cả nhà thấy video này có ích Hãy cho một like và subscribe Trong đó subscribe Đăng ký kênh Nhìn bên tay phải Có màn hình của điện thoại Hoặc máy tính Có cái chữ đăng ký màu đỏ đó Người nhấn vô đó Và mở cái chuông lên nha Mở cái chuông lên là à, Mình lên video nào Mới thông báo cho cả nhà được Rồi Cảm ơn cả nhà đã coi video nha Chào cả nhà nha